biết đến nhãn Hồng Nghiên từ khi tôi mới lớn lên tuổi thiếu niên. Nhưng hôm nay mới được đến cái đất của nhãn Hồng Nghiên thì cũng có thể nói là giật mình. Thấy là thực sự nó ngon thật và nó xứng đáng ngang tầm quốc tế, nó có thể xuất hẳn quốc tế. Cái nhãn Hồng Nghiên này nó có cái vị thơm của nhãn và cùi thì dày và nó có cái vị ngọt vừa phải, nó không ngọt lắm nhưng mà ăn thì nó cũng có cái mùi vị khác với các cái nhãn khác. Đây là một mồi mình mang tính chất quảng bá thương hiệu nhãn của Hưng Yên đến với các khách hàng trong nước và ngoài nước, nên là khách hàng đến sẽ được trải nghiệm trên vườn nhãn, trực tiếp tay hái quả nhãn trên vườn. Du lịch trải nghiệm cộng đồng này thì nó là mới mẻ đối với lại địa phương. Những năm tiếp theo thì chúng tôi đẩy mạnh trong cái công tác là thu hút cái loại hình du lịch cộng đồng trải nghiệm ở mô hình vườn như thế này để đón tiếp được các cái loại hình ở trong nước cũng như là ngoài nước đến với địa phương.